Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án rất là mới 6 căn nhà tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 6 căn nhà này thì đã bán 4 căn, còn duy nhất 2 căn giá chào bán từ 2 tỷ 300 triệu đồng với cái diện tích từ 33 cho tới 36 mét vuông. Sổ đỏ đầy đủ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Ngõ trước nhà 2m2, cách với trục đường ô tô đi lại 100m. Với cái vị trí căn nhà này thì nó gần với lại trục đường quốc lộ 21B, gần với lại trường Đại học Đại Nam, gần với lại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, giao thông đi lại thuận tiện, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà ngay. Ngói sẽ quay căn này gửi tới cho quý vị với cái thông số nhà 34,5m², thiết kế và xây dựng 4 tầng. Phần hoàn thiện của ngôi nhà gần như đã hoàn chỉnh hết. Phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là lớp cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với ngôi nhà này thì thiết kế ra sao? Cái hướng nhà của căn nhà này nó là hướng Đông Bắc và cái phần thiết kế của nó thì ở đây quý vị có thể nhìn thực tế là Ngọc Ánh đứng ở tầng 1 là cái khu vực để xe mọi người nha. Phần hoàn thiện gạch lát nền 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Với căn nhà này giá chào bán 2 tỷ 300 triệu đồng rất là hợp lý. Quý vị có thể chi trả trước giúp Ngọc Ánh khoảng tầm 800 triệu tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 35 năm và tối thiểu là 3 năm. Với những cái lãi suất ưu đãi nhất, căn nhà này hoàn thiện tiếp theo ở phần tầng 1 đó chính là cái không gian phòng bếp rất là thoáng, rất là rộng. Với cái căn nhà này thì đây, khu vực để tủ lạnh riêng, phòng bếp riêng, phòng để xe riêng và phòng khách riêng quý vị nha. Phần hoàn thiện tủ bếp thì đã xong hết rồi với cái thiết kế tủ gỗ. Ở đây là tủ gỗ công nghiệp và với cái phần hoàn thiện mặt bếp thì ốp đá granite và xung quanh bếp thì là ốp gạch kích thước 30-60. Vị trí căn nhà này thì đi lại rất là thuận tiện. Nó gần với lại ngã Ba Ba La, Hà Đông, gần với lại cái bến xe Yên Nghĩa, gần với trường Đại học Đại Nam. Như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 2,5 km quay đầu. Xung quanh cách với lại chợ dân sinh, trường học mầm non cấp 1, cấp 2, phạm vi bán kính 700m thôi. Đi lại cực kỳ thuận tiện. Phần tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị nhỏ nhắn thôi, nhưng mà về cái bồn cầu và xịt vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái căn nhà này nó rất phù hợp cho quý vị nào đang đi làm ở quận Hà Đông. Nó cực kỳ phù hợp luôn mọi người ạ, bởi vì nó đi lại rất là tiện. Hoặc quý vị nào đi làm ở dưới khu vực Thanh Oai. Còn những quý khách hàng nào mà đang đi làm ở Trường Chinh này, đi làm ở Đống Đa, Hoàng Cầu thì nó sẽ hơi xa một chút. Nó sẽ phạm vi bán kính từ đây, từ căn nhà này mà đi lên tới khoảng Trường Chinh, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 12 km quý vị nha. Đó, hệ thống tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ tự nhiên. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite. Và với cái phần hoàn thiện tầng 1 mà anh đã định hướng cho quý vị, đường hướng giá đầy đủ, review chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế ra sao? Mời người theo em lên khám phá các tầng trên của ngôi nhà nhé. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế ở đây là không gian phòng khách mọi người ạ. Đó, đây là không gian phòng khách của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì đường ngõ trước nhà thông thoáng, 6 căn thì đã bán 4 căn, cho nên là mọi người, quý khách hàng yên tâm về cái tính pháp lý. Bởi vì sao? Những người quý khách hàng mua trước mình 4 căn kia thì người ta đều có vay ngân hàng và người ta cũng đã xác minh cái tính pháp lý sổ đỏ chuẩn chỉnh của ngôi nhà này rồi. Chỉ còn 2 căn nữa đang tìm chủ nhân thôi. Mọi người muốn tư vấn và liên hệ ngay thì cứ liên hệ trực tiếp cho Ngọc Ánh theo số điện thoại nhé. Với cái phần phòng khách đây thì có cửa sổ thông thoáng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Với ngăn cách phần phòng khách và phần cầu thang ở đây thì có một cái vách lam gỗ mà có thể nhìn thực tế này, nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý. Với một cái căn nhà cả đất 4 tầng xây mới mà giá chỉ có 2 tỷ 300 triệu đồng. Rất là nhiều quý khách hàng hỏi, em nói thật hay là nói để câu like câu view, thì chia sẻ với mọi người luôn là những chủ đầu tư mà lên hình thành cái giá này đa phần là những người, người ta mua đất từ lâu rồi và người ta xây đồng loạt 6 căn, cho nên cái giá từ cái giá nhân công cho đến cái giá nguyên vật liệu thì sẽ được hợp lý hơn rất nhiều so với quý khách hàng nào mà xây lẻ một căn thì ít nhất nó cũng phải rơi vào khoảng tầm 1 tỷ mọi người ạ. Đó, ngoài ra phần tầng 2 ở đây, ngoài cái phần phòng khách thì thiết kế một phòng ngủ rất là thoáng, rộng, đầy đủ cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, thông thoáng. Đây quý vị có thể nhìn thực tế, cửa sổ thì thiết kế 2 lớp, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đó.
Và phần tầng 2 thì có một phòng vệ sinh đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng bồn cầu, hệ thống sen cây tắm, lavabo. Ở đây thì nước là sử dụng nước sạch sông Đà mọi người nha, điện lực EVN Hà Nội. Đó, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng, công tơ ở dưới ngay ở trước cửa nhà riêng rồi mọi người ạ. Mời người theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhá. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế gồm hai phòng ngủ, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Đây là cái căn phòng ngủ ở phía bên trong tầng 3. Phòng nào cũng vậy, ngập tràn ánh sáng, không khí vào trong không gian phòng rất là thoáng. Với cái ống chờ, dây chờ, áp chờ được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Trên phía tầng 3 thì chủ đầu tư không thiết kế trần thạch cao mà thay thế vào đấy là làm trần thường đơn giản như này thôi mọi người nhé. Đấy. Có như thế nào thì em quay và review đúng chi tiết cụ thể cho quý vị là như vậy. Cho nên mọi người cứ cân nhắc video trước khi đi xem nhà thực tế, hoặc là cứ gọi điện để em có thể tư vấn cho mọi người cái tầm tài chính và cái khu vực mọi người đi làm tốt nhất. Với cái căn nhà này như vậy, bước chân lên trên phía tầng 3 là có 3 phòng ngủ riêng biệt rồi. Vậy tầng 4 thiết kế ra sao? Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nha. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, một khu vực để máy giặt mọi người ạ. Đây, sàn thoát nước, đầu thoát nước, ổ điện. Đây là một cái khu vực để máy giặt riêng. Tầng 4 thiết kế tiếp theo là một phòng thờ ở trên phía tầng 4. Với cái phòng thờ này, quý vị nào không có nhu cầu để làm phòng thờ riêng thì quý vị có thể để làm phòng ngủ, phòng làm việc. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Như vậy với căn nhà này, 4 tầng xây mới, 4 phòng riêng biệt, phòng khách riêng, phòng bếp riêng, phòng sân phơi riêng. Đây, đây là phần sân phơi của ngôi nhà, rất là rộng, rất là thoáng. Với cái căn nhà này thì nó nằm ở trong cái khu dân cư cực kỳ đông đúc quý vị nhá, rất là đông. Nó cách từ vị trí căn nhà này, nó cách với lại cái trục đường quốc lộ 21B, nó chỉ khoảng phạm vi bán kính khoảng tầm 500m thôi. Đi lại giao thông thuận tiện. Và Ngọc Ánh xin chia sẻ với mọi người cái giá chào bán rồi, đường hướng giá rồi. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại phía trên màn hình nhá. 0983013403 hóa 0888041414. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.